Do sự thờ ơ của chính quyền địa phương mà tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh buôn bán trên tuyến đường Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên vẫn ngang nhiên tồn tại từ nhiều ngày nay. Cụ thể, quán Coffee No. 1, quán trà chanh bụi phố lấn chiếm toàn bộ hành lang vỉa hè để làm lán, kê bàn ghế, kê cảnh phục vụ kinh doanh. Ngoài lấn chiếm hành lang, quán cơm Tấm còn bày biện dụng cụ chế biến đồ ăn ngay dưới lòng đường. Các vi phạm trên có địa điểm ngay trung tâm thành phố, nhưng không hiểu vì lý do gì mà tình trạng vi phạm trên vẫn ngang nhiên tồn tại từ nhiều ngày nay. Sự việc trên không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn gây nhếch nhác đô thị. Để trả lại hành lang an toàn giao thông cho người đi bộ, trả lại sự văn minh cho khu phố, ngoài việc tuyên truyền cho các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm, thì lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để vi phạm trên.